Trong bài phát biểu tại đêm thứ hai của Đại hội Đảng Cộng Hòa, đệ nhất phu nhân Melania Trump đã ca ngợi và bảo vệ các chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Nước Mỹ cần ông Trump hơn bao giờ hết. Các bạn đang có một vị Tổng thống không bao giờ ngừng đấu tranh vì lợi ích của bạn và gia đình bạn. Tôi chứng kiến ông ấy đã nỗ lực ngày đêm và bất chấp sự công kích chưa từng có từ truyền thông và phe đối lập. Ông ấy sẽ không bao giờ từ bỏ. Nếu các bạn nói với ông ấy rằng không thể làm được việc này hay việc kia, thì sẽ chỉ càng khiến ông ấy nỗ lực hơn nữa. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump phát biểu ở đêm thứ hai của Đại hội Đảng Cộng Hòa ngày 25 tháng 8. Bà cũng lên tiếng bảo vệ phong cách lãnh đạo của ông Trump, lý giải vì sao bà tin rằng ông là vị tổng thống mà nước Mỹ sẽ còn cần trong 4 năm tới. Ông ấy là lựa chọn tốt nhất cho đất nước của chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết rằng ông Donald Trump không giấu giếm cảm nhận của mình. Sự trung thực là đòi hỏi bắt buộc với Tổng thống, cho dù các bạn có thích hay không. Các bạn luôn biết ông ấy đang nghĩ gì. Đó là bởi vì ông ấy là người trung thực, yêu mến đất nước này và muốn tiếp tục làm cho đất nước trở nên tốt đẹp hơn nữa. Ông Trump muốn gia đình của các bạn được an toàn. Ông ấy muốn gia đình của các bạn thành công. Điều ông ấy muốn không gì ngoài việc làm cho đất nước này trở nên thịnh vượng. Và ông ấy không lãng phí thời gian cho các chiêu trò chính trị. Đệ nhất phu nhân Mỹ nói thêm, bà cho rằng chính quyền của chồng bà đã thúc đẩy một môi trường mà người Mỹ luôn là ưu tiên. Tôi tin rằng chúng ta cần sự lãnh đạo của chồng tôi hơn bao giờ hết để đưa chúng ta lại trở thành nền kinh tế vĩ đại nhất, một đất nước hùng mạnh nhất, bà Melania nói. Ông Trump sẽ nỗ lực không ngừng để chấm dứt dịch COVID-19. Đáp lại chỉ trích của dư luận về cách ứng phó COVID-19 của chính quyền, bà Melania nói, Tổng thống Donald Trump sẽ nỗ lực không ngừng cho đến khi nước Mỹ có được phương pháp điều trị và vaccine hiệu quả để ngăn đại dịch COVID-19. Tôi muốn thừa nhận một thực tế rằng, kể từ tháng 3, cuộc sống của chúng ta đã thay đổi rất nhiều. Kẻ thù vô hình COVID-19 đã quét khắp đất nước xinh đẹp của chúng ta và tác động đến tất cả chúng ta. Tôi chân thành chia buồn với những người đã mất người thân vì đại dịch này, và cũng cầu nguyện mọi điều tốt lành với những ai đang mắc bệnh hay phải hứng chịu tác động của nó. Tôi biết nhiều người cảm thấy tức giận, một số người cảm thấy bất lực, nhưng tôi muốn các bạn biết rằng các bạn không hề cô đơn. Chính quyền Tổng thống Trump sẽ chiến đấu không ngừng cho đến khi có phương pháp điều trị hoặc vaccine hiệu quả dành cho tất cả mọi người. Ông ấy sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi làm được tất cả những gì có thể để chăm lo cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch khủng khiếp này. Bà cũng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y tế đã chiến đấu ngày đêm với đại dịch. Bài phát biểu của bà Melania được cho là một trong những phát biểu được chờ đợi nhất tại Đại hội Đảng Cộng Hòa. Và đây là bài phát biểu hoàn toàn do bà Melania chuẩn bị đến từng câu từ.